Từ tháng 4 năm 2021, ở quận Sơn Trà liên tục xảy ra các vụ trộm cướp táo tợn. Ngày 23 tháng 6, trong khi công an đang truy xét nghi phạm thì tiếp tục nhận được tin báo của một nữ bị hại bị cướp điện thoại trong quán nhậu. Nghi phạm chạy xe máy Honda Dream có nhiều hình xăm. Từ nhân dạng này, ngày 24 tháng 6, công an quận Sơn Trà bắt được kẻ gây án là Nguyễn Hữu Phước, 31 tuổi, trú tại địa phương trên đường Ngô Quyền. Phước khai nhận đã có 3 tiền án trộm cắp, 1 tiền án cướp giật. Từ cuối tháng 4 đến nay đã gây án 7 vụ. Ước tính tổng số tài sản do Phước trộm cắp lên tới hơn 100 triệu đồng.